bữa nay má không có livestream, má kể một câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cái con người này nó trùng lắp với con người mấy tháng trước. Cái người này má nghĩ chắc có lẽ má nói đây chắc có lẽ là má không có giận mà má thương hại họ, là vì họ ở đất nẻ chung lên, họ không có cha không có mẹ, vì vậy mà họ cũng lên khịa khịa Hồng Loan từng tuổi này rồi. Rồi có những hành động họ múa tay múa chân họ làm á, má cảm thấy tội họ ghê đó. Là vì hiện tại bây giờ mà họ nói chuyện á, má bảo đảm với con là các con là họ không biết họ nói cái gì, cái nghiệp nó đến với họ rồi đó. Tại vì má nghĩ uổng cho họ quá, trong khi họ ngồi trên cao, họ có rất uy tín, tất cả cộng đồng mạng thời gian đầu ai cũng đặt niềm tin vô người đó, những người đó họ phân tích thì nó đúng ra là phân tích. Lúc trước họ phân tích phải nói là mắt không nghiêng về bên Hồng Loan, nhưng mà mình nói về vấn đề mà cái chính nghĩa đó họ phân tích đúng, nhưng mà chỉ vì đồng tiền, chỉ vì cái đồng tiền thôi mà hôm nay họ phải nói họ rớt từ ở trên cái ngôi mà họ ngồi mà tất cả cộng đồng mạng yêu thương họ, tin tưởng họ, và chính má là người, những người cộng đồng mạng ra ủng hộ má mà còn kêu má phải nghe những người đó nói để rút kinh nghiệm và để an toàn cho Hồng Loan. Thì thật sự họ có nói là nói chung ra, bắt nói ra đây tất cả những drama mà ngồi trong phòng lạnh để nói chuyện, thì thời điểm đó cái người thứ ba mới không cần biết nha, chỉ hai người thôi, hai người đó phải nói là thời điểm đó là cộng đồng mạng đặt niềm tin vô hết ở họ, nghĩ họ là đi con đường chính. Nhưng mà vì đồng tiền, con thấy không, vì một cái đồng tiền, mà cái đồng tiền này không phải đồng tiền này nó phản bội họ, mà chính là họ phản bội cái đồng tiền này. Là vì mấy tháng trước họ nói thì biết bao nhiêu cộng đồng mạng vô xem, thì lúc đó là họ có một cái nguồn lợi rất lớn. Nhưng mà khi mà họ muốn là gọi là nắm chuột bài để họ thao túng, để họ nắm tất cả những cái chuyện đường đi nước bước bên pháp luật của Hồng, bên dân sự của Hồng Loan, họ nắm không được, họ quay xe. Nhưng cái con đường quay xe của họ đó, nhưng mà họ không còn, không có chừa cái lối về, không chờ chừa cái lối về, tại vì lòng tham. Má nói ví dụ như là một tháng lúc trước mà chưa quay xe còn đứng bên Hồng Loan, má cho ví dụ như là má cho con số nhỏ đi, ít nhất cũng phải là một tháng được trên 100 triệu. Khi họ tham quá, họ thấy họ nắm không được con chủ ách bài, họ quay xe, bắt đầu họ khịa. Thì họ khịa đi, họ nghĩ rằng họ đưa cái khịa đó để sao? Để bên này nhún nhường để họ quay trở ngược lại, để họ nắm tình hình trong nội bộ của Hồng Loan. Nhưng mà cuối cùng lại không được, họ điên tiết lên. Cũng như cái chữ tiền, mà một cái chữ tiền nó có danh dự và có những cái tất cả cộng đồng mạng yêu thương, mà bây giờ cũng là một cái chữ tiền, một cái chữ tiền nhục lên nói, mới thật sự ra mất tội. Ủa, hỏi con bây giờ má từng tuổi này nè, 70 tuổi rồi nè, không có sống với mẹ, 3 tuổi là sống với ba, sống với bà nội. Tới thời điểm bây giờ nè, má vẫn còn nhớ bà nội, nhớ ba. Thì hú gì Hồng Loan, mà trong khi cái cuộc sống má bây giờ yên ổn nè, không thiếu gì hết, má vẫn nhớ bà nội, nhớ ba. Còn Hồng Loan hiện tại đang sống một cuộc sống đồng ý là kinh tế được đang mở cửa cho Hồng Loan, nhưng cái tình thương á của cha không có, của mẹ không có, tất cả hầu như là vì tình thương của cộng đồng, vì tình thương của mấy anh chị em trong nhà bù lại cho Hồng Loan đó. Nhưng mà làm gì, làm thì làm sao có bằng cái tình thương của cha mẹ.
Nhưng mà họ nói một câu từng tuổi này, hở ra cha, ba ơi, ba, ba, ba. Ủa? Vậy con người mình á, ở đâu chui ra? Ai tạo cho mình? Cái người nói mình không biết nhục, phải không? Thật sự bá thương người đó, cái người nói ra bá thương lắm á. Tại họ bây giờ ở u mê à. U mê rồi. Chắc là vì mắng nghĩ rằng là do nơi cái đạo đức họ không có, họ mới đi tới con đường đó. Bây giờ ngồi đó để moi móc, mà moi những cái chuyện không có, moi những chuyện vô nghĩa. Tại sao mà ngu tới mức độ như vậy? U mê, tiền bạc quá rồi, u mê luôn. Không biết mình nói câu nói đó ra như thế nào. Ai đẻ mình ra, ai nuôi mình lớn, hình hài mình hiện tại bây giờ có ai cho? Cha mẹ mình cho. Thì cha mẹ mình không nhớ, mình nhớ ai? Nhớ đồng tiền, phải không? Đồng tiền ô nhục. Đồng tiền bây giờ hiện tại sống gì bằng tiền? Đồng tiền ô nhục. Họ thiên hạ chửi, nói tầm bậy tầm bạ để thiên hạ chửi giờ. Thì có like nhiều, có view nhiều, thì đã sống vào đồng tiền đó. Sống như vậy uổng kiếp người lắm, không nên nha. Tại vì á, trời sinh ra không được đẹp rồi, nó hiện lên trên cái mặt. Cái mặt này là mặt, phải nói là cái mặt đó, nếu mà nói thêm mấy bà già xưa đó, ác phụ, nham hiểm, thâm độc. Tại vì kiếp trước mình làm không có tạo cái đức, nên kiếp này mình mới như vậy, cái gương mặt mình như vậy mà chưa gộ ra được. Đâu phải những người đẹp hiện tại bây giờ mà những người trời sinh ra người ta đẹp. Người ta có sức khỏe, nhiều người yêu thương. Cái tích kiếp trước đó, chứ không phải mà tự nhiên mà có đâu nha. Luôn cả sức khỏe đó. Cái người mà lớn tuổi, khỏe mạnh không bệnh nè, hồi nhỏ người ta xấu, nhưng mà khi trung niên đổ lên, người ta ra cái nét đẹp của người lớn tuổi, của những người phúc hậu, theo cái lứa tuổi của người ta. Rồi cộng thêm người, trong những người già mà 90 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi không bệnh, không hoạn gì hết, mà ta vẫn khỏe mạnh, vẫn đẹp lão, là cái phúc kiếp trước người ta lại còn ở lại. Và kiếp này người ta tiếp tục, người ta làm phúc tiếp. Kiếp sau biết không có hay là có hay không, không mình không biết. Nhưng cái luật làm người phải biết vấn đề đó, để tạo cái phúc mà rủi kiếp sau mình trở lên lại. Tìm còn cái mình bỏ ống á, cái vấn đề cái phúc là do nên mình bỏ ống. Bỏ ống heo, như bỏ ống heo đi, mà nói đơn giản vậy. Bỏ ống heo, không bỏ ống heo, để con heo trắng là đập ra làm sao có tiền. Bỏ ống heo, mà đã kiếp trước mình lên như thế này rồi, mình ngồi đó, mình chỉ một cái nghề duy nhất đó thôi, buông cái nghề đó không làm được cái gì. Mà cái nghề đó nghề cái nghề khẩu nghiệp, mà không biết tu. Bây giờ nếu mà mình nói lời hay lẽ phải, lời đúng á, người ta khen mình. Và cô đó, cổ sáng suốt quá, cổ nhận thức được cái nào sai, cái nào trúng. Mà tại sao thời gian đầu mình nói trúng, bây giờ mình nói sai? Chính bản thân mình lật ngược lại, chính bản thân mình đào có hố sâu để chôn mình mà không biết. Cứ ra rã ngồi đó mà tưởng đâu mình nói là hay lắm. Chẳng có hay đâu nha. Ráng kiếp trước còn không có rồi đó. Kiếp trước là không có, mà thấy hoàn toàn không có rồi đó. Tại cái dung nhan mặt cái gì bây giờ cộng thêm cái ác tâm như vậy thì kiếp trước hoàn toàn không có. Thì kiếp này á, nếu còn thời gian để thở thì nên tạo cái phúc lại đi, chừa một chút xíu gì đó. Nếu có con có cái, chừa cho con cái. Còn không có con cái, mình chừa lại cho mình chút xíu, để kiếp sau có thể lên là một con người. Chứ nếu mà không tạo được nữa thì thôi thua rồi đó. Thua rồi đó. Làm bản thân mà ngồi trên đó mà nói ai cũng khen mình, người trí thức, rồi cái cô này, cái anh này nói đúng quá, phân tích đúng quá, rồi cuối cùng rồi sao? Thấy cái chuyện bây giờ, cái chuyện rõ ràng, tất cả những người ngưỡng mộ mình, tôn trọng quý mến mình,
mà bây giờ ta quay vô mặt mình, ta chửi mình. Cái đó để cho mình thấy rõ ràng là mình làm sai rồi đó. Mà sao không thức tỉnh? Cái đồng tiền á, không mua được cái danh dự. Mà cái đồng tiền á, mà không phải á, mà tiền tỷ chăng đi nữa, một bệnh thôi, một bệnh ca thôi, thì chỉ chờ ngày đồng tụ ông bà thôi. Chứ đừng nghĩ là có tiền là có tất cả. Tiền không là cái gì, nhưng cái đồng tiền đó mình tạo ra phải đồng tiền lương thiện, đồng tiền nhân đức. Chứ đừng có đồng tiền lật lọng, đồng tiền hại người, đồng tiền môi móc người ta. Chuyện có nó không, chuyện không nó có. Nên suy nghĩ kỹ lên đi, ráng tu kiếp này, nếu thời gian này còn kịp là gì, còn thở. Sợ thời gian nó không còn thở được là không có cơ hội. Mà để bỏ ống cho kiếp sau nghe chưa. Nên nhớ cái điều đó. Già rồi, cũng 40 mấy tuổi rồi, đâu phải còn trẻ đâu. Nghe chưa?